này em cho ăn phối trộn nha các bạn, tại vì thức ăn mắc quá mình không có cho ăn hoàn toàn được. Cái này em phối trộn vừa thức ăn vừa bún khô nha. Đây nè, bún khô em mua về em nấu, em ngâm lại. Nó rất là thích ăn bún khô nha. Kí 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 kí. Nó ăn rất là mạnh luôn. Cái bầy vịt này là mình đang nuôi khoảng 120 con, nhưng mà mình không có tiêm vaccine nha các bạn. Mình đang sử dụng cái thuốc nano eflazin đó, mình có để trên màn hình đó. Thì thuốc đó mình uống phòng định kỳ thì cái con vịt nó cũng rất là khỏe luôn nha các bạn. Ăn nó gãy quá trời luôn nè. Nó rất là thích ăn bánh hỏi, bánh bún bún nha. Đây. Kí kí kí. Nó ăn xong bắt đầu nó qua nó ăn cỏ nha các bạn, tại xung quanh mình cỏ nhiều lắm. Hiện tại là mình mới có thả nó ra thôi, cho nên cỏ còn xanh dờn nè ha. Vài bữa mình thả vài bữa là chắc nó dập lép hết trơn. Đây. Ở bên hông này là có muông nghe, nhưng mà hiện tại thì vịt nó còn nhỏ quá, mình không có cho nó đi xuống muông uống nước tắm, sợ nó bị bệnh đó các bạn. Hiện tại là mình chỉ pha nước cái bình nước ở đằng kia đó, mình cho nó uống thôi chứ không có cho nó uống trực tiếp cái nước ở dưới mương. Tại vì cái mương của mình nó cũng đó rộng ghê nè, nhưng mà mình không có cho nó uống. Mình pha nước cho nó uống khi nào mà khi mà cái con vịt là khoảng từ gần 2 tháng mình mới thả cho nó tự do các bạn ơi. Tại vì vịt lúc còn nhỏ này mình phải kỹ mới được, nguồn uống nước nó rất là quan trọng luôn. Uống tầm bậy tầm bạ là nó bị đường ruột là xong luôn á. Để mình lại mình quay cái bình nước cho các bạn coi. Đây nó ăn thấy không? Ăn thấy ham lắm. Đây xung quanh mình gào lưới cước là hết trơn rồi các bạn, nó đâu có xuống được đâu. Xung quanh mình gào lưới cước là hết trơn, nó đi kiếm xuống đường mương mà nó xuống không được luôn nè. Đây cái mương của mình đây.